À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Lô lô mọi người, hôm nay tôi sẽ thử nghiệm một series mới đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Không, nó hơi đen tối tí. Ở series này tôi sẽ phân tích những nhân vật phản diện gây ấn tượng mạnh của điện ảnh. Xăm xăm tí về xuất thân, con người và nguyên nhân tha hóa của những người này. Và còn gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu ngay với một nhân vật đến từ quê hương của chúng ta? Ông Đại. Anh em biết sóng ở đáy sông đúng không? Biết anh núi với quả mim huyền thoại tát vỡ đúng không? Nhưng có thể các bạn sẽ mơ hồ về người đã sinh ra anh núi. Mr. Đại. Ông to nhưng mang thân hình nhỏ bé. Sóng ở đáy sông lấy bối cảnh hậu chiến tranh chống Pháp 1945-1954. Gia đình ông Đại thuộc tầng lớp trung lưu hơi gia giáo một tí. Ít nhất là ông nói vậy. Ông Đại có một gia đình to ở Hải Phòng. Căn nhà rộng đáo để với hơn 10 nhân khẩu. Các cụ ngày xưa đẻ tốt thật. Trong nhà của cụ Đại phân biệt rõ rệt hai giai cấp. Người tầng lớp trên ở nhà trên bao gồm ông Đại và con của ông với chính thất đã quá cố. Người tầng lớp dưới gồm cô Hầu và ba anh em núi, sông, biển. Nó hoang dã như số phận của họ vậy. Nếu bạn tò mò thì ba anh em này là do ông Đại hú hí với cô Hầu mà tòi ra. Mất nết như vậy nên con ông Đại trộm vía cũng chẳng ra gì. Anh Nam uốn dẻo với vợ trong phòng, để cửa mở thông thống, làm cả đại gia đình chối hết cả tai. Thế là anh Nam đi nghĩa vụ lôi theo vợ biến mất tăm, không thèm ở lại cái nhà này nữa. Anh An cũng làm tròn chữ hiếu bằng cách tống tiền ông bố mình để làm đám cưới. Ông Đại ngậm đắng nuốt cay phải nhè ra mấy chỉ vàng. Rồi ngày đám cưới, con ông Sủi và Nam không còn tung tích, chỉ còn lại cậu Ý còn nhỏ, học giỏi và là niềm hy vọng của ông Đại, chứ trông chờ gì lũ nhà quê dưới kia, một lũ mặt hạng. Mặc dù chúng đều là máu mủ do ông sinh ra, vậy điều gì đã làm nên một con người trọng sĩ diện hơn cả máu mủ ruột ra như vậy? Cùng làm rõ trong phần tiếp theo. Đầu tiên là chế độ xã hội cũ. Không phải tự nhiên mà nhiều người ác cảm rằng đàn ông miền Bắc là gia trưởng, độc đoán. Vãng chả phải đàn ông miền Bắc sinh ra đã là như vậy đâu. Đó là do sự tác động của chế độ xã hội. Nếu dạo qua một vòng Google, chúng ta sẽ biết được rằng gia trưởng là tàn dư của chế độ phong kiến cũ. Nó bắt nguồn từ Nho giáo, nơi mà đàn ông được xem trọng hơn phụ nữ. Đàn ông được đi học, đàn bà được đi nhận hàng Shopee. Đàn ông được làm việc lớn, đàn bà săn sale Shopee. Dần dần những tư tưởng đó đã được thấm nhuần và được kế thừa như một quy chuẩn bất thành văn. Và cho đến tận ngày nay, dù đã nhận ra được những giá trị cũ không còn phù hợp, nhưng những biểu hiện của nó vẫn manh nha tồn tại. Như là quan niệm phải đẻ con trai này, con gái phải lấy chồng sớm, ổn định gia thất này. À, quay trở lại với ông Đại, người đàn ông này cũng không phải là ngoại lệ. Tính cách bảo thủ đến cực đoan của ông thể hiện rất rõ như luôn coi trọng con đẻ của mình, luôn gọi là anh Ý, nói năng nhỏ nhẹ, ân cần, còn gọi anh em nhà núi là lũ nhà quê, thằng con. Ông cho cậu Ý ăn 4 quả trứng vịt lộn, nhưng cho núi ăn 1 quả vì sợ đau bụng. Tình phụ tử bát ngát. Hay như khi trưởng thành, anh Ý đi làm biển biệt, ông phải ở nhà cùng anh em nhà núi, nhưng mà tiền bạc keo kiệt từng đồng. Đó chính là lý do đã đẩy con người lương thiện như anh núi phải bỏ học, tha hóa để trở thành một con quỷ, làm đủ mọi nghề để nuôi sống các em. Ông Đại đã không thấu hiểu, không giúp đỡ, lại còn cắn rứt mọi quan hệ, đối xử với núi không bằng người dưng nước lã. Đỉnh điểm của sự bảo thủ là khi ông Đại thậm chí còn làm đơn yêu cầu chính quyền bỏ tù chính con trai ruột của mình, dù đã nhận được sự can ngăn của anh Ý và mọi người. Tóm lại có thể nói, hình ảnh của ông Đại và nhiều người đàn ông vào thế hệ cũ cũng chỉ là nạn nhân của chế độ, và điều đó một cách vô tình đã tạo ra những số phận bất hạnh như anh núi. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng phân tích khía cạnh khác để chứng minh ông Đại không tốt đẹp như những quy tắc thông thường ông nói. Trí thức nửa mùa. Như đã nói ở trên, núi, sông, biển là sản phẩm đáng hổ thẹn của ông Đại và bà Hầu. Dù luôn thể hiện dòng tộc mình là gia giáo, không chấp nhận những hành vi suy đồi đạo đức, minh chứng là việc bỏ núi sau khi biết anh ăn cắp. Nhưng mà chưa bao giờ ông Đại thể hiện được rằng mình xứng đáng làm tấm gương cho lũ nhỏ. Ban ngày tỏ vẻ thánh cao, ban đêm thì thậm tha thậm thụt bà Hầu không tha. Ông Đại là vậy, chỉnh đốn, soi xét các con từ tác phong ăn uống, thái độ với người trên kẻ dưới. Nhưng mà khi đêm đến lại lôi phát bà Hầu lên phòng, làm trò hưởng lạc. Ông chưa bao giờ ngỏ ý cưới bà, hay quang minh chính đại công nhận người phụ nữ này trước bàn dân thiên hạ, vì sợ người đời cười chê, vì khinh miệt thân phận rẻ rúm của lũ nhà quê. Điều này khiến ông Đại hiện lên trong mắt khán giả thật nực cười và không đáng để được tôn trọng. Mọi điều ông làm không phải dựa trên đạo đức và tác phong của một người trí thức, tất cả chỉ để thỏa mãn một cái tôi bẩn thỉu, là cái cớ cho những hành động hèn hạ mà ông đã làm. Từ cách ông Đại đối xử với các con, chúng ta đến với một mệnh đề khá hiện đại trong một tác phẩm của thế hệ cũ: Toxic Parents, bố mẹ độc hại. Trước tiên để giải thích cho mệnh đề này, tôi xin phép được nói trước, Toxic Parent không phải là một thuật ngữ y khoa hay là một khái niệm hoàn toàn rõ ràng. Về cơ bản, nó là mệnh đề được đề cập đến khi con người miêu tả những phụ huynh có những hành động gây ra tội lỗi, sợ hãi hoặc là áp đặt lên con trẻ.
Toxic parent được khắc họa một cách đơn giản là quan tâm đến nhu cầu của bản thân nhiều hơn là sự giáo dục dành cho con trẻ, từ đó gây ra những tổn thương một cách vô tình hay là hữu ý đến thế hệ sau. Xin lưu ý rằng mệnh đề này có tác dụng khơi dậy những sai lầm để sửa chữa và trở nên tốt hơn. Vì suy cho cùng, người làm phụ huynh cũng chỉ là con người, và đương nhiên con người thì sẽ mắc sai lầm. Quay lại với sóng ở đáy sông, ông Đại dường như đã đáp ứng mọi tiêu chí của một toxic parent điển hình. Tuyệt đối không được lơi là việc học hành tu dưỡng, các con hiểu chưa? Trong khi ông Đại luôn thao thao bất tuyệt rằng học hành là con đường duy nhất để một công dân trở nên có ích cho xã hội, và mong rằng anh Núi, anh cả phải làm tấm gương cho các em. Nhưng sau sự kiện mẹ mất, anh em nhà Núi chỉ nhận được 27kg gạo theo suất của nhà nước. Điều này đẩy Núi, anh cả buộc phải bỏ học, ra ngoài làm đủ mọi thứ để có thể mang tiền về trang trải cho hai em. Thay vì thương xót cho con trai mình, ông Đại nhẫn tâm ruồng bỏ và không chịu chi ra dù chỉ một đồng một cắc. Điều này chứng minh ông là một người vô trách nhiệm, vô cảm với con cái. Trong thâm tâm, ông luôn biết Núi là đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn. Bằng chứng là hồi nhỏ Núi hay đứng đầu lớp. Dù vậy, khi xảy ra biến cố với đứa con trai, người đàn ông này buộc tội ngay bản tính xấu xa là do xuất thân thấp hèn. Sau sự kiện Núi đi tù, ông Đại bắt cô Mây về ở với ông. Bề ngoài thì là để người đời không nghĩ ông bỏ rơi con cái, thiếu trách nhiệm với con. Nhưng thật ra là để có đứa hầu hạ, cơm bưng nước rót mà không tốn một đồng. Về đạo cha con thì điều này không có gì sai và đáng lên án. Nó sai ở cách ông Đại đối xử với con mình. Há chẳng phải ông chưa bao giờ xem chúng là con và vẫn luôn coi thường chúng là ngu dốt, hay như ông gọi là lũ quê mùa hay sao? Hay một biểu hiện nữa khiến ông trở thành một người bố tệ, đó chính là sự dè bỉu, thiếu bao dung với chính đứa con của mình. Điều này được thể hiện rõ nhất trong thái độ của Núi sau mỗi lần giáp mặt với người cha. Từ run sợ, tội lỗi cho đến bất cần và bạo lực, đây là một sự xâm hại về tinh thần. Khi ông Đại luôn chí chiết đứa con thông minh nhất của mình là loại phế thải, trộm cắp, cho đến tận những giây phút quyết định, ông vẫn chỉ nghĩ cho cái thanh danh chó chẳng thèm nhai của mình. Sự miệt thị đó vô tình đã hợp thức hóa những hành động phi pháp của Núi sau này. Đây không phải là sự đổ lỗi, vì Núi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Sự đau xót khi chính cha ruột cũng coi mình là loài cầm thú, thì thử hỏi một con người như vậy có bị tha hóa, có trở thành một con quỷ hay không? Không phải quỷ đỏ nhé. Thật ra đạo đức của Núi không hề bị xuống cấp. Bằng chứng là khi anh gặp người tử tế lương thiện thì anh vẫn tử tế lương thiện, vẫn làm việc tốt giúp đỡ người khác. Tóm lại, ông Đại là một nhân vật phản diện hiếm hoi của Việt Nam, xứng đáng được coi là quỷ dữ. Mọi hành động, mưu cầu của ông chỉ hướng đến cá nhân mình, không có một chút nhân tính với chính những người ruột thịt. Luôn có những tiêu chuẩn kép để thỏa mãn những mục đích xấu xa đen tối. Một kẻ tiểu nhân đội lốt trí thức. Các bạn thấy sao về nhân vật ông Đại? Hãy để lại bình luận bên dưới để anh em đả kích cho nó hả hê. Tiện thể để lại vài nhận xét về series mới này của chúng tôi. Còn nhân vật phản diện nào mà các bạn khoái, muốn chúng tôi lôi lên video bóc phốt thì cứ đề xuất. Hả hê rồi thì đừng quên bấm đăng ký cho hệ thống kênh của The Reviewer. Tranh thủ làm cái áo trùng cuối luôn cho nó đủ combo. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.